quý vị và các bạn vào mỗi chiều thứ sáu, chương trình Nói về cuộc sống hàng tuần của chúng tôi cũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn những câu chuyện cuộc sống. Và trong những câu chuyện này thì chúng tôi luôn luôn mong muốn là sẽ kể được cho quý vị và các bạn, và từ đó thì chúng ta cũng sẽ truyền cảm hứng trong cuộc sống. Làm thế nào để chúng ta có thể tin vào một cuộc sống đầy màu hồng, nhiều tình yêu thương, và ở đó thì cũng có những con người luôn luôn cố gắng để làm cho xã hội bình yên và tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ một trong những cái câu chuyện mà chúng ta có thể truyền được cảm hứng nhiều nhất trong việc là bảo đảm an ninh trật tự xã hội, đó chính là câu chuyện về những người cảnh sát. Và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn cho xã hội. Những vụ án thường gây khó khăn cho công tác khám nghiệm hiện trường này, rồi là mất các dấu vết, không có vật chứng để lại hiện trường nên là rất khó để có thể khám phá và tìm được sự thật đằng sau vụ án. Thế nhưng mà ở Hà Nội thì lại có một người cảnh sát chọn cho mình con đường chuyên đi khám phá những vụ án khó này, những vụ án mờ hay là những trọng án mà có thể thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng. Và nhân vật mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc tới đó chính là Trung tá Lê Minh Hải, đội trưởng đội trọng án, phòng cảnh sát hình sự, công an của thành phố Hà Nội. Và anh cũng là một trong 9 người vinh dự được nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2021. Để cùng hiểu rõ hơn về chân dung người cảnh sát này, ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận xảy ra vào ngày 24 cận Tết năm 2019. Chỉ trong 5 ngày điều tra, Trung tá Lê Minh Hải và các đồng đội đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Cảnh An, quê ở Nghệ An, đã ra tay giết hại lái xe taxi ở sân vận động Mỹ Đình. Theo Trung tá Lê Minh Hải, mỗi khi phải vào cuộc đối với những vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì hình ảnh những gia đình mất mát người thân đã thôi thúc anh bằng mọi giá phải bắt được hung thủ. Thủ đô Hà Nội nó là trung tâm kinh tế của cả nước. Đấy, nếu mỗi vụ trọng án xảy ra mà chúng ta không điều tra khám phá được, chúng ta không bắt giữ được đối tượng gây án, thì sẽ gây nên cái sự hoang mang, ảnh hưởng dư luận trong quần chúng nhân dân. Vậy thì đấy cũng là một trong những điều mà là động lực để cho chúng tôi là lăn lộn ngày đêm để tập trung khám phá và bắt bằng được đối tượng gây án. Không chỉ phá án giỏi, Trung tá Lê Minh Hải còn thường xuyên hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm với địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác nắm tình hình tội phạm, tham mưu công an thành phố về công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Tính từ năm 2015 đến nay, bản thân Trung tá Lê Minh Hải đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đội điều tra trọng án và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố, công an quận huyện, khám phá trên 460 vụ án hình sự. Đồng chí Hải là như là một người anh, là một người đầu tàu gương mẫu, có lối sống trong sáng giản dị. Đồng chí bản thân đồng chí thì rất nghiêm khắc với bản thân mình. Đấy, còn đối với các cái đồng chí mà có các cái điều kiện hoàn cảnh gia đình có thể khó khăn, có thể là trong hàng ngày trong cuộc sống có những vấn đề này đó, đồng chí cũng rất là nắm bắt tư tưởng rất là nhanh và quan tâm, động viên chia sẻ để chúng tôi có thể yên tâm hơn và hoàn thành công việc tốt hơn. Bản thân đồng chí Hải thì luôn là gương mẫu, chấp hành các cái quy định của ngành, các quy định của nhà nước, và luôn có sự gắn bó, đoàn kết với anh em trong nội bộ, trong đơn vị. Với bản lĩnh, trách nhiệm, gương mẫu, nhiệt tình và tận tụy với công việc, người chỉ huy trẻ Lê Minh Hải chính là nhân tố đặc biệt tạo nên tấm lá chắn thép số 7 Thiền Quang, góp phần giữ vững bình yên cho thủ đô. Vâng, thưa quý vị, để có thể làm được công việc này thì đòi hỏi không chỉ là một tinh thần dũng cảm, còn phải có một trái tim quả cảm và cả là một niềm đam mê rất lớn cho việc hy sinh, phụng sự và vì đất nước, vì nhân dân. Bây giờ thì Hồng Quyên sẽ kể cho quý vị rõ hơn về chân dung của Trung tá Lê Minh Hải. Trung tá Lê Minh Hải của chúng ta thì đã gắn bó với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đến nay là tròn 15 năm rồi quý vị. Từ một sinh viên thực tập đến một người chỉ huy đơn vị, đó là cả một quá trình phấn đấu rèn luyện, khẳng định bản thân, tạo nên một sự tính phục trong lòng đồng đội. Vốn được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là công nhân ở xứ Thanh, để đạt được ước mơ thì Lê Minh Hải đã không ngừng học tập và rèn luyện, luôn là một học trò xuất sắc chuyên ban A của trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ của tỉnh Thanh Hóa, và cũng là một trong những người đã thi đỗ Đại học Cảnh sát Nhân dân với điểm số cao.
thành tích trong thời gian ngồi ghế nhà trường là một bệ phóng để cho Lê Minh Hải vinh dự trở thành một trong những du học sinh Việt Nam tiêu biểu được lựa chọn để có thể được đi đào tạo ở tại nước ngoài. Chuyên ngành mà Trung tá Lê Minh Hải được đào tạo đó chính là Cảnh sát điều tra tại Học viện Cảnh sát Volgograd, Bộ Nội vụ Liên bang Nga. Và sau 5 năm học tập tại đất nước này, cũng như là rèn luyện tiếp cận tri thức, thì năm 2007, Trung tá Lê Minh Hải đã trở về nước và được phân công làm nhiệm vụ ở đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án. Công an thành phố Hà Nội, nơi mà anh từng đi thực tập và rồi gắn bó với đơn vị này kể từ ngày ấy cho tới bây giờ. Và để có thể làm nên thương hiệu số 7 Thuyền Quang thì những người lính hình sự như là Trung tá Lê Minh Hải phải chấp nhận rất là nhiều những sự hy sinh. Quý vị có thể dễ dàng mường tượng thông qua những bộ phim như là Cảnh sát hình sự ngày xưa chúng ta từng xem. Họ phải đóng rất là nhiều vai, họ phải thâm nhập vào trong đời sống của những tội phạm giống như là một kẻ tội phạm thực sự để có thể thu thập về những dữ liệu và những chứng cứ. Thậm chí là anh phải quen dần những buổi đột xuất, những buổi làm việc bất kể ngày đêm. Gia đình đằng sau cũng đã phải hy sinh cho những công việc này của anh rất nhiều. Và anh cũng phải gác lại những nỗi niềm của cá nhân để có thể dành hết cả tâm sức của mình cho công việc này. Như là những câu chuyện ăn bờ, ngủ bụi, đồng cam cộng khổ cùng với đồng đội là một trong những tác nhân gắn bó đoàn kết trong đơn vị, góp phần vào những cuộc phá án thành công. Năm 2021 thì Trung tá Lê Minh Hải đã vinh dự nhận được danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Trung tá Lê Minh Hải chia sẻ phần thưởng lớn nhất với bản thân đó chính là tình cảm, nhận được sự tin yêu của đồng đội và chính quyền của nhân dân thủ đô. Động lực chính để đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án có thể tiếp tục lựa chọn dấn thân với nghề chính là gia đình nhỏ và hơn nữa là sự bình yên của thủ đô, là cơ hội được tiếp tục cùng với các thế hệ viết tiếp những trang sử vàng truyền thống, làm nên thương hiệu số 7 Thiền Quang. Vâng ạ, có thể nói rằng là khi mà chúng ta theo dõi những cái hình ảnh, dù là chúng ta nắm bắt được những thông tin đó, thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc chiến không khoan nhượng với kẻ thù thì những chiến sĩ như là Trung tá Hải thì cũng đã thấy rằng là chúng ta khi mà họ đã bước vào một cái cuộc chiến thì họ phải chấp nhận rằng là đánh đổi và hy sinh rất nhiều. Thậm chí là có những chiến sĩ cũng đã mang thương tật suốt đời, còn có những người thì đã phải hy sinh cả tính mạng. Và nhưng đó cũng là những cái dấu ấn không quên của những người mà đã chiến đấu, đã sẵn sàng là hy sinh vì trật tự an ninh của Tổ quốc. Họ vẫn ngày đêm có mặt ở những nơi được coi là nóng bỏng, trở thành tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng hy sinh xương máu và cả tính mạng vì cuộc sống yên vui cũng như là hạnh phúc của người dân. Và vì cái sự tận hiến đó thì Vân Trang biết không, mỗi một chiến sĩ công an đều được phong tặng rất nhiều những bằng khen, được cả những cái sự vinh danh của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng mà có lẽ Hồng Quyên ấn tượng nhất với tâm niệm của Trung tá Lê Minh Hải về nghề. Anh có chia sẻ như thế này. Anh nói rằng là điều mà mỗi cán bộ chiến sĩ luôn hướng tới đó chính là tinh thần nêu gương, trách nhiệm và sự tận tụy với công việc được giao. Đó cũng là cách để có thể thực hiện, đạt được hiệu quả cao nhất đối với các phong trào thi đua, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng công an nhân dân. Trung tá Lê Minh Hải luôn tâm niệm là người chiến sĩ công an nhân dân, trước tiên phải nghiêm khắc với bản thân, giữ đúng chuẩn mực. Có lẽ vậy mà chỉ trong 10 năm, anh cùng với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phá gần 500 vụ trọng án. Giữa thời bình, nhưng cuộc chiến bảo vệ sự bình yên của thủ đô dường như vẫn chưa bao giờ hết nóng bỏng. Bởi đối mặt với người lính trọng án, phía trước, phía sau không chỉ là những đối tượng côn đồ, cộm cán, những kẻ mang trên mình nhiều tiền án, tiền sự, sẵn sàng dùng vũ khí cả nóng và lạnh để chống trả, mà còn có những kẻ thù vô hình. Trong cuộc chiến thầm lặng ấy, nếu thiếu bản lĩnh, chùn bước trước tội phạm thì có thể đánh mất chính mình.